cũng đi tập tập thể dục rồi thể thao. Nào vợ hãy ra đây, anh dắt vợ đi cùng tập, anh sẽ hướng dẫn vợ từ điệu nhảy cha 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 cha. Ở đây rất nhiều cụ già cha cha cha, ở đây rất nhiều đàn bà cha cha cha, mình đây có vợ rồi mà cha cha cha. Thằng Tây nó dạy vợ mình buông tao ra vì tôi đã có chồng rồi mà, tôi không buông vì tôi thích bà rồi mà. Úi giời ơi, các bác thấy chưa, nhìn vợ em thì thật mà nói không được cái điểm gì, nhưng được cái là trời ơi, được người ta bảo rằng là cái nết đánh chết cái đẹp. Em yêu vợ em ở cái nết đi các bác ạ. Chứ còn nhìn tổng thể thì không giống ai. Nhưng thôi nhá, xin chào tất cả các bác, em về đi kênh Hạ Giao Niu đây à. Alo. Trần anh đi lắc nì léo lại làng ơi, anh đã chọn lối lầy, anh đã chọn lối lầy đầy. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Các bà, các bác cứ đi ra đi vào. Quên mất đấy. Không biết là cái bà này lại đi đâu rồi, không biết. Bà xã ơi, ơi bà xã, tôi đây, tôi đây, tôi đây rồi. Cùng ông chung nhạc, chung bước. Hôm nay phụ nữ kênh Hạ mời mình dân vũ ông ơi. Lại lại lại, tôi hỏi bà nhá. Thế bà dân vũ cho thằng nào? Hả? Nam cơ. Dân vũ, dân vũ. À, dân vũ giờ à? Này thì còn vũ ở đâu nữa mà dân. Ừ, phải thế chứ. Này này, tôi bảo này, thế phụ nữ kênh Hạ nó mời đi xuống nhảy đấy thì còng thế này thì có nhảy được không? Ông thì kém gì tôi, cứ mỗi hai cái chân dưới cứ đổi lên. Trời ơi, thế thì đi vậy, bà có đi được không? Không thì còng thế này bao giờ xuống được đến nơi, ra đây để tôi còng. Đi được à? Thế thì ta đây, vào líu vào đây để tôi dắt. Nhảy tôi còn nhảy được nữa nè, đi. À, này này này, quên mất. Tôi bảo bà nhá, tôi có quen mấy nị cái đội ác bà mới đi Canada về. Hôm nay nó vừa mới xuống sân bay xong, tôi phải gọi nó xuống đến đây để ra sàn chúng ta cùng nhảy. Cùng. Các tình yêu của tôi ơi, hãy ra đây để cùng nhảy. Nhảy. Bỏ cái. Nhạc công ơi, nhạc công, hãy cho tí nhạc bài tình yêu.
Chúng ta dành một tràng pháo tay để dành tặng các anh Tây Ba Lô ạ. À.